À, để tí đi, tí em gửi cho. Em mua chuối cái đã. Chị nhà bà đâu? Ủa giờ bà ở với ai á? Ở với thằng Vũ. Ở Vũ và chú có đi làm không? Vũ đi làm xây dựng nhà cửa nữa đó. À, nhà cửa hả? Bà ở chung với bà luôn hả? Ở chung với bà luôn hả? Chung chị nhớ chưa có vợ. Mới xem bà đó bà vợ chị. Bà còn bán gì nữa không? Dạ, chú nấu rồi hả? À, chú nấu thôi hả? Ba chồng, tám nhà. Quét ghét ở ngoài là quét ghét thuê sao? Quét ghét thuê hay là như nè? À, quét ghét cho chợ hả? Quét theo ngày hay là? Bỏ mới leo lên cây á, sao bị té xuống á, bụng sống bây giờ đi xin lăn luôn. Bà nè. Bữa sao bà nói là đi làm xây dựng gì mà? Đi đem mấy cây làm gì á mà té. Hỏi bác kìa. Bà có hai bên thằng lặng. Ba thằng lặng. Ở một cái thằng té. Thôi làm ngô. Thầy có thằng kia lên. Nó té, nó té về lên. Té quá bây giờ luôn. Bà nuôi hay là ai nuôi? Bây giờ ai nuôi? Ai nuôi là bà nuôi. Vợ nuôi. À, vợ nuôi hả? Ở đây ai thường bội? Ở quê mà. Ở đây dưới quê ai bảo hiểu? Bảo hiểu tai nạn. Có số nghèo đó. À. Có số nghèo. Bây giờ thì ở thành phố á, mấy ông phụ đi thành phố, chú kia, đi thuê rồi cho cái chiếc xe lăn đó. Chiếc xe lăn. Dạ, cho chiếc xe lăn đi bán vé số. Ngày nào nó cũng vô đây. À, anh nó đi bán vé số đây. Dạ, ngày nào cũng đi vô đây. Mấy cô đều biết nè. Mấy cô này rành hơn nè. Cô này rành hơn nè. Nhưng mà có đứa đi làm hồ mà, đúng không? Thì không có biết làm nhưng mà thấy nó bị thật thà. Dạ. Nó không có lanh lợi giống như mình không? Cũng bị khờ khờ phải không? Bị khờ khờ phải không? Làm đấy, chuyện lanh giống như mình. Dạ. Giống như là nó thông minh nhé. Dạ. Nhưng mà nhà bả có... Giống như là bả là... Giống như là lao động chính luôn. Bả là hả? Bà là lao động chính luôn hả? Mấy người kia ít làm lắm, mấy người kia như là... Chỉ là cờ, người ta không biết lo đúng không? Giống như là người ta kiếm đâu thì làm tới vậy thôi, chứ mình không có giống như mình là. Vậy là trong nhà là bà là lao động chính luôn. Bà ở đâu mà cứ nhỏ vợ cũng giống vậy. Trời đất. Vợ cũng vậy luôn. Thì ba con đứa con được chứ. Là vợ là nói đâu đâu đây. Chồng ai quay với chị đi. Không ai mượn đâu, rồi có mượn một lần. Cũng như là có một lần có vợ mà. Cũng khờ khờ nữa. Cũng y như mình á, thì mình cũng biết làm nghe, cũng như mình sai hay làm. Cũng biết nấu cơm, cũng biết nuôi con rồi chứ. Không giống như mình vậy. Có gì ăn lấy. Dạ. Thì bà cuối cùng là bà là nuôi hết luôn. Bà làm không đó, bây giờ là bà già đó. Nhưng mấy năm trước bà còn mạnh là bà đi làm luôn. Thế là bà làm. Làm gì nuôi mấy người đó không chứ mấy người. Trời đất ơi. Cái này là gần nhà. Dạ. Bây giờ tôi biết. Dạ, bà là lâu lâu bây giờ là cũng không gần như hồi xưa. Nhưng mà nhà bà là nhà như thế nào chị? Dạ. Nhà bà thì nghèo lắm. Tại lụp sụp hay là sao? Nhà nước cũng có giúp đỡ nhưng mà cũng giúp đỡ bà nào đây đó. Dạ. Bà nào cũng giúp đỡ. Dạ. Có cho bà chút chút này kia đó. Ở nhà thì đâu có khả năng đâu. Thấy có nhà mình ở sụp đỡ. Dạ. Nhà nước cũng giúp cho nhà. Vậy là lao động chính luôn. Vậy là cuối cùng là bà bán chuối nuôi hết cả nhà phải không? Là bằng còn bỏ vô nhà thằng con trai cho mấy thằng trai nó lớn lên. Nhưng mà nó khờ bị khờ đúng không? Không làm được. Nó ngay nó hiền, nó biết bằng ăn mà nó nữa hiền dữ lắm. Quá. Nó bay bướm gì mà con vợ nó bỏ đó. Thằng cháu quê cứ vợ rồi chứ không cưới đâu. Hiền quá nó bỏ. Hiền quá bỏ hả? Vì gì nó nói với anh trai nha. Nói con tôi không biết mà bay bướm rồi không chơi
Quý đi chơi rồi đường. Chú hả? Tôi học thêm tài vậy đó. Dạ. Dạ. Bà đi bộ vô đây bán hả? Sao? Đi bộ sao? Mấy cây số? Mấy cây số? Mấy cây số? Mấy cây số chị? 5 số cây lận hả? 5 số cây. Bà đi bán từ đó vô đây hết chuối hả? Còn còn nữa không? Còn đâu lấy rồi con coi coi. Đâu? Là bà bán ngày được bao nhiêu? Ngày lời được mà bán hết trơn này 100 ngàn lời được 40 chục. Lời được 40-50 chục. Chuối bà mua của người ta lại hả? Trời đất ơi. 40-50 chục là bà nuôi một mình, bà nuôi ba đứa con. Không, mấy đứa kia thì nó có chồng với vợ nó kia. Mà cũng sợ dữ lắm. Mình ăn chị Út mà hồi đó thì nuôi hết nha. Hồi chừng nó có chồng với vợ này không có duyên sư. Rồi con ơi. Chồng này ổng mất rồi. Hồi đó thì nuôi ổng. Ông bệnh nuôi ổng tới 20. Ông bệnh sao? Ông bệnh mà vô bệnh viện này người ta biết bệnh á. Yeah. Ông bệnh. Bệnh gì bà? Bệnh đủ thứ bệnh. Bệnh gì mà nuôi 20 năm dưới bà? Nằm một chỗ hả? Ông có nằm đi chứ bình thường. Bệnh phổi, đầu tiên mình phổi nghe này sao cái tim, tim mình đi cho mình hiểu. Thôi bà con để con mua hết chuối con mua sớm. Hết chuối rồi bà là lấy còn bao nhiêu lấy hết cho con đi. Tôi về đâu lại? Dạ. Tôi về bên nước sấy. Nước sấy lận mà. Cái 20 chùm lận là 10 mấy chùm à. Giờ còn nhiêu chùm? Còn nữa không? Tính tôi đi làm bệnh viện mẹ. Dạ. Dạ. Dài đang bệnh viện tôi bán. À lại bệnh viện á hả? Thôi để con mua cho. Thôi để con mua cho mấy con bà đi. Giờ bà về đi cho gần. Nay coi như coi bà nghỉ ngơi sớm đi. Đêm tối nay con đem về ăn khỏi ăn cơm. Chiều ta viện cơm ăn chuối. Chuối mua. Tại còn nhiều lắm ha. Anh ăn đi nè cho đỡ đói, sáng giờ chưa ăn. Sáng giờ mình đi mình cũng rất là đói rồi. Cho nên giờ có chuối của bà ăn đỡ đói. Chuối còn nóng. Chơi bán rau chưa bán chuối. Chiều bà bán gì? Đẹp, đẹp lắm rồi ạ. À. Bà đẹp lão lắm. Con nét đẹp đó. Trời ơi, bà mắc cỡ nữa. Hôm chị gần nhà bà hả? Em hỏi là bà gần nhà chị đúng không? Đúng rồi. Nhà thì ở gần nhưng mà cũng như giống gì đi tới ngày nè, lâu lâu gặp bà vậy thôi, như là biết chứ không có nghe là như là không có gần không đúng không? Ở xa gần cách cây số vậy. Dạ. Nhà lúc cũng như hồi lúc trước là đi là nhà bá hoài nhưng bây giờ đi bán này nè, ở đây tối ngày nè là không có ấy. Nhưng mà đi tới 6 giờ mà về gặp bá còn quét rác nữa đó. Là buổi chiều bả đi quét rác hả chị? Là chợ mình bé chợ mình này chợ nè. Bả làm của mình nè, không ai làm tiếp cho. Một ngày mà quét một cử. 6 triệu lúc mà làm một cử. Ủa là được nhiêu tiền chị quét rác vậy? Chứ ít lắm, không có nhiều đâu, chỉ bao chục ngàn không được nữa. Ông ngoại không dám mướn gì này đâu, mướn rẻ lắm. À là buổi sáng bà bán rau, buổi trưa bà bán chuối, buổi tối bà quét rác. Người ta nó bao nhiêu ngàn người ta mua gạo cũng được. Ba người con đều bị vậy hả chị? Giống như cái mặt là giống như mấy người mà da cam gì đó. Vậy luôn hả chị? Lúc trước là còn ổng không làm tiếp, bây giờ ổng chết rồi thì còn bả không à. Năm trước thì bà cũng đi làm mướn cắt lúa rồi này kia đó. Bây giờ thì đâu có làm đó nữa. Bây giờ bán mình một cái này nè.
Sáng hay rau hay đủ loại á, có đâu chuyện hay đâu nấy. Tại em hỏi bà thì bà nói con bà còn khỏe. Ý nó thì nó khỏe. Dạ, nó bị đúng không? Bị bệnh đúng không? Dạ. Nó là nó khỏe nhưng mà nó không có làm giống như người chồng. Dạ. Như bà ba thấy không? Rồi em hiểu rồi. Rồi bao nhiêu nải chuối rồi bà? Chùm. Hả? 20 chùm. 20 chùm. Rồi bao nhiêu tiền bà? 20 chùm là nhiêu tiền? 5.000 chùm. 5.000 chùm. 5.000 chùm. 20 chùm là 100.000. 100.000 à bà? Ủa cái này tính chưa? Là 20 chùm hả? Là. Cho luôn vô sách. Cho luôn vô sách hả? À, hết luôn là 20 chùm nha hả? Để đi nghe. Này một khách mà bẻ luôn á. Ôi chiều về, chiều bà nghỉ quét rác một bữa đi. Nghĩ là bắt rác bữa nay đi. Dạ. Nói với cô nha, hồi mấy năm trước thì tôi quét rác. À, quét ra chợ cậu hậu đó. Giờ 2 năm nay ổng đau nhiều quá, cái tôi mắc đi nuôi, ổng bệnh viện hoài, cái tôi không có quét nữa. À, dạ. Là giờ bà không có quét rác nữa, bà chỉ bán chuối thôi. Dạ, bán chuối rồi đi nấu lên đi hết ra. Dạ, rồi. Xin chào bà con, hiện giờ mình đi mua đồ thì mình có gặp được bà cụ bán chuối. Chuối với nghề của bà là quét rác, bán rau với bán chuối, nuôi cả gia đình luôn. Giờ mình mua hết cái chuối này cho bà Di về sớm, với lại bà ơi đây tiền gửi bà tiền chuối nè. Rồi cái tiền này là tiền của cô chú ở nước ngoài gửi cho bà, xin cho bà đêm nay. Cảm ơn nhiều, cầu chúc cho cô với chú bằng ăn giàu giàu sức khỏe, tiền bạc giàu giàu vô túi nữa, ngang qua năm gặp tôi cho nữa. Dạ, gặp dạ. Nữa rồi khi nào mà tôi đi chợ này hoài tôi bán có gì con ra con kiếm bà. Đây là cái tiền của cô chú Đức Sơn ở bên Mỹ rồi gửi cho bà con nghèo. Có gì bà tụi con ơn. Đi thì tụi con gặp bà để con giao cho bà luôn. Ông nước ngoài đó, cảm ơn nhiều lắm á. Dạ, qua trả tiền này. Nên nếu mà có ai gửi nữa con qua đây con kiếm bà. Dạ. Dạ chứ đi dữ lắm bà nhỏ. Thì tôi ngày bữa nào không có đi bán chuối thì đi hái rau về bán. Mà rau ở đâu bà? Hái rau ở vườn á. À nhà bà có vườn. Vườn của người ta. À vườn của ta. Bà ở vườn của mình. Dạ. Rồi mình đi hái vòng vòng mấy vườn của ta đó cái mình về. Dạ, giống như là mình đi mua lại rồi mình bán ra lẻ vô vườn đó mình hái dạ. Về cái mình rửa mình gáy mình lặt ra rồi sạch sẽ rồi mình bán. Dạ. Chứ đâu phải mà của nhà có. Dạ. Của người ta không phải đi dạ. Hái trong vườn đó. Dạ. Rồi về nhà cả rồi đi hái vậy đó. Dạ. Chứ ở không ở nhà cũng không bận dạ. Gì. Giờ dạ, tiền này thì thôi buổi chiều nay bà nghỉ quét rác đi nha. Dạ. Cảm ơn mấy bà nghỉ một bữa đi rồi bữa nào con ghé thăm bà. Dạ. Tôi ở ngoài cầu Hưng Chông á, vậy sẽ dạ. Cô mà muốn nghe tiền nhà tôi đi ăn. Đi tới cầu ở đây nè, đi ra cái gặp tới cầu đụng cái cầu Hưng Chông cái quẹo qua tay trái thì đi vô đó hỏi thằng nhà nào nhà ông Sáu Thôi thì nó biết rồi. Dạ. Dạ ông Sáu Thôi á. Dạ. Dạ. Là ông bị mất rồi phải không bà? Ờ ông bị mất rồi điều tra nó ông tên Sáu Thôi thì nói là người ta biết không bà. Dạ. Không sao có gì con hỏi chị bên này nè. Dạ. Chị bên này không có biết tên ổng đâu. Dạ. Dạ hỏi sớm đó là biết hết trơn. Dạ. Cảm ơn cô nhiều chú. Dạ dạ rồi con thấy là con đi luôn. Bà về nghỉ sớm đi nha. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn dạ. Chú. À, vui rồi. Dạ. Này, dạ có duyên lắm á tại vì con đi chợ bên này mấy lần đâu có gặp bà đâu. Dạ. Dạ. Mà sao bà không đi sớm á, có nhiều người để bán cho để nhanh. Bán rau. Chưa đói bụng, người ta đói bụng ăn chuối. Bán rau rồi, mới về ăn cơm ăn nước. Ăn chưa. Cơm đó, cơm cho thằng nhỏ ăn đi bằng đó. Dạ. Giờ nó ăn rồi, cái tôi nấu thằng chuối, cái tôi nó ăn cơm nữa rồi tôi mới đi nha. Dạ. Mà canh trưa người ta đói, dễ bán. Dạ, bởi vậy canh giờ này. Nhiều chuối đó, dễ ăn, nhưng... bỏ ăn cơm luôn. Bây giờ tôi cũng đi dài vô bệnh viện. Hôm qua tôi cũng xách 2 giỏ sách gì đó. Tôi vô bệnh viện nha, tôi bán một gơ mà quá chừng.
Ngựng chồng 200 ngàn, trăm 200 ngàn thôi đó, cho đi về. Bà cắt tiền đó. Dạ. Bà cắt tiền hay bà? Kỹ nha. Bị kỹ á. Đúng không? Trời ơi. Bà biết cái tờ đó là bao nhiêu không đó? Dạ biết, 500. Dạ. Cảm ơn mẹ. Thôi giờ cô bà đi với lại nha. Dạ, dạ. Dạ. Bà đi về đi. Con trai tới bữa nào nó cũng bán vé số để chân á. Con trai bà thì bán vé số ngồi xe lăn. Dạ. Hình như mình dạ. Có gặp bà đó. Có gặp rồi. Có gặp một người bán vé số ngồi xe lăn. Là con trai của bà. Dạ. Dạ. Của bà đó. Thôi về. Thôi bà đi về đi. Dạ. Nhà đi bà bán ca dao, bán đồ chợ cộng hậu ai cũng thương chứ đó. Giờ bà, giờ bà đi bộ về bao lâu mới tới nhà à? Đi một chút hả? Bà cũng khỏe quá ha. Có đem cái nón theo cái gặp. Có gian không? Gặp cho con da lụ nghiệp. Dạ. Cái ta thấy ta thương cho con da. Dạ. Nếu không có cái nón này ta không dám cho con da. Dạ đúng rồi bà. Bữa nào đi đem cái nón này đó. Rồi thôi đi. Dạ. 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 Dạ.